Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Dung Khàn Cuộc Sống ở Hàn Quốc. Xin kính chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về một bảo tàng thế giới ở Hàn Quốc. Bảo tàng này nằm giữa Seoul và nó tượng trưng cho chiến tranh thế giới mà trong đó Hàn Quốc cũng tham gia. Và đây là bảo tàng để ghi lại những chứng nhân lịch sử mà mọi người có thể đến tham quan và tìm hiểu về chiến tranh thế giới. Đây là hình viên đạn nhé, cháy 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 quá nhở, thấy nắng quá nhở. Ở bên ngoài này người ta có bức tượng đẹp chưa, thấy nắng quá nhở. Bảo tàng đây sao mà này cho đẹp này. Bảo tàng đẹp chưa? Hoành tráng chưa? Bảo tàng thế giới nhá. Bảo tàng chiến tranh thế giới. Đây là quang cảnh bên ngoài nhá. Đã hoành tráng thế này rồi. Đây. Và mình quay cho mọi người xem ở bên đây nhá, là tàu chiến này. Với cả máy bay nhá. Rất là hoành tráng luôn. Đây có sông thả vịt thả ấy này. Đấy. Đây và đấy miễn phí vào cửa nhá. Như đến 6 giờ người ta đóng cửa rồi. Tàu chiến rồi. Ồ, chưa không biết lên được không nhỉ? Đây giống tàu chiến, tàu hải quân chưa? Ở bên kia tháp Nam San nhá. Nhìn đẹp không? Phong cảnh hữu tình không? Không biết là người ta cho lên không nhở? Mình cũng tò mò. Ui, bao nhiêu xe tăng này, máy bay này. Nhiều chưa? Hay chưa? Wow, rất là rộng lớn nhá. Không biết người ta cho lên không? Này, mọi người phải đi từ buổi sáng. Đấy. Hay chưa? Tôi không biết người ta cho lên đây không nhở? Wow, xe tăng thật đấy nhá, không phải giả, không phải mô hình đâu. Xe tăng thật, mọi thứ đều là thật. Wow, ăn quá đẹp nhá. Máy bay thật luôn, giờ đóng cửa rồi. Buồn đấy nhở. Ăn đi. Người ta không cho lên nữa rồi. Buồn thế. Không được lên chụp ảnh. Cứt à? Cứt rồi bố. Ô, 5 giờ đóng cửa này, ôi buồn thế. Ta sẽ xì cứt tủ. Mô hình nhiều nhỉ. Nhìn đẹp thế này cơ mà. Chúc mừng hai. Đây là giống như là quả ngư lôi ấy, nó thả xuống ấy. Đấy. Đây giống như là cái gì nhỉ? Bay vào vũ trụ ấy. Còn là gì ta? Tên lửa. Này giống như bay ở vũ trụ ấy. Cái này là hạng trên không ấy. Đẹp chưa? Đẹp nhở? Wow. Wow. Đợi tủ bơm nhá. À, tủ bơm. Hả? Chia chân rồi kì. Ừ. Hắn cắt chưa?
Nhiều máy bay đẹp lắm. Bay kia to chưa? Đây quạt thật à. Bay đẹp nhỉ. Nhiều máy bay đẹp lắm mọi người ạ. Bên trong có cái gì mình xem nào. Bên trong không có động cơ, có hai ghế ngồi, hai ghế trước hay ghế sau. Đẹp quá. Không được lên nữa rồi. To chưa? Ôi cái quạt nó to chưa? Hình như máy bay này là kích cỡ thật của máy bay ấy. Kích cỡ thật của máy bay thật ấy. Mình thấy mọi người lên đây nhiều lắm. Xem lên trên đây có những cái gì ấy. Có cái gì mà người ta lên nhiều nhỉ? Thấy to chưa? Lên đây xem như thế nào. Như thế có người bên trên đây. Ồ, có người thật. Có người trên đây thật. Có hai người. Hình như hình nộm thôi. To nhỉ. Động đấy. Kia là tháp Nam San. Ngay bên dưới. Đây là bảo tàng nói về chiến tranh thế giới nhá, tất cả các nước luôn. Thì nước nào mà có Hàn Quốc tham gia ấy, thì người ta sẽ nói về chiến tranh nước đó. Thì mình thấy Việt Nam mình có ít lắm, nó không được nhiều đâu. Nên là mọi người đến đây ấy, thì vào đây tham quan miễn phí nhá. Nên mọi người đến đây chơi, tham quan xem, tìm hiểu về chiến tranh của thế giới xem nó như thế nào. Đi vào đây thì nó cũng không mệt lắm đâu, nhưng mà ra ngoài hơi nóng nhá, vào ở bên trong mát mẻ lắm. Nói chung là Hàn Quốc nó xây dựng cái bảo tàng này là hơi bị hoành tráng, mà khách du lịch kết nhất các nước phương Tây người ta thích đến Hàn Quốc, người ta sẵn sàng ghé qua đây ấy, bởi vì nước người ta ấy, tham gia chiến tranh ở Hàn Quốc rất là nhiều. Mọi người rảnh thì đến đây chơi. Trời ơi, rộng thế này cơ mà. Ở bên này là trưng bày về xe tăng và máy bay à? Chiến đấu à? Hay nhỉ? Đi xuống coi nhá. Bây giờ mình xuống đây để xem triển lãm về máy bay và xe tăng nhá. Trông hoành tráng chưa? Xuống tầng 2. Trông nhìn đẹp không? Hoành tráng chưa? Mọi người phải đến đây mới xem được mức độ hoành tráng của nó nhé. Đây là tuyển tập các máy bay từ năm 1950 đến năm 1953 nhé. Trông xe tăng nhỉ. Có nhiều xe tăng dễ thương chưa? Ra chỗ xe tăng dễ thương ở trước nhá. Trông đẹp chưa? Cái xe tăng này trông hoành tráng, hình như nó là mô hình thật thế sao ấy mọi người ạ. Trông to chưa? Trông như thật đấy. Cái bánh xe trông sợ chưa? Bánh xe trông kinh nhỉ. Con xe tăng này dễ thương chưa? Chắc là ấy lên để chụp ảnh ấy. Trông dễ thương không? Giống như con hổ á, hay con mèo. Xe tăng to này á. Hay nhỉ? Trời ơi, to này cơ mà. Nhìn này làm sao mà đấy được, làm sao mà vào để đánh nhau được. Trông cái xích của nó kìa, trông hoành tráng chưa? Trông xích kìa. Trông hoành tráng không? Trông to này cơ mà. Chắc có mỗi cái đầu kia để bên trên là chắc lối ra. Cái này cái gì? Chả biết.
trên này là triển lãm xe tăng rồi. Máy bay đẹp chưa? Ở Hàn Quốc cũng có máy bay, kiểu máy bay tư nhân đấy, người ta cho thuê để ngồi lái ấy. Nhưng mình cũng sợ lắm, mình chưa dám đi cái máy bay như thế. Ở bên trong là cái hầm à? Bên trong là vào hay sao? Cửa bộ vào à? Máy bay đẹp chưa? Đẹp quá à? Bên trong là chắc là xe ấy. Bên trong chắc là xe, xe đấy là xe bộ đội này. Bên trong là gì? Xe ô tô đầu tiên ở Hàn Quốc đây, rất là hoành tráng, được sản xuất ở Hàn Quốc. Đây photo bên trong này, động cơ này, tay lái này, là xe này à? Mấy chỗ ngồi? 6 chỗ ngồi. Xe này là của của tổng thống. Xe tổng thống này, có hai cờ hai bên chắc xe tổng thống. Đây xe tổng thống này. Đây xe tổng thống ngồi này. Biết ngay. 62 năm lịch sử ấy nhá. À không phải, cái này của Mỹ. Năm 1956. Modern năm 1956. Cũng được. Cũng đẹp. Đấy, thiết kế. Đây bộ phận bên trong này. Phần bên trong cái thứ hỏng hóc từ hết rồi, người ta làm lại. Bây giờ mới nhìn thấy Việt Nam. Bây giờ mình thấy chữ Việt Nam. Nhận ra cái mũ, cái nói của ai không? Đó chính là chiến tranh Việt Nam nhá. Đấy. Trung Quốc và Pháp này. Chiến tranh Việt Nam đấy. Đây nói về chiến tranh Việt Nam. Lịch sử về chiến tranh Việt Nam. Đây lịch sử về chiến tranh Việt Nam đổi mới đây. Cái chút đổi mới thì 1986 đổi mới này. Đấy. Đây nó rừng cây bạt ngàn này á. Trời. Đấy, rừng cây Việt Nam mình ấy. Cây chuối này. Các thứ này. Trời, mình không ngờ Việt Nam mình cũng có một bảo tàng riêng. Đấy. Hồi xưa hầm trông này, hầm trông Việt Nam mình này. Hầm trông ấy. Rắn rết này. Rắn này. Cái hầm trông Việt Nam mình này. Rắn đi, rắn thật không? Còn lựu đạn mắc trên cây này. Đấy. Việt Nam mình. Đây là nông thôn Việt Nam hồi xưa đây. Đúng luôn, đấy chắc là trong miền Tây đó. Có cả đôi núi này, mộ này, mả, lợn, gà. Bên dưới là gì? À, bên dưới là hầm. Cái này gọi là bếp hoàng cầm à? Đúng không? Bếp là khoáy nó ý ở dưới chứ không bốc lên ấy. Củ chi, đây là củ chi. Cái bếp là như này à? Ở dưới đây à? Bếp là trên này. Mình là người Việt Nam mình còn chả nhận ra chứ. Cái này chắc ở trong Củ Chi rồi. Hầm này. Đây
thì đây chắc là trận địa của người Pháp á, người Mỹ hay người Pháp đấy. Đây chiến tranh đây. Bước bây giờ đang là miền Bắc. Đây là miền Bắc này. Đây miền Nam này. Đấy. Miền Nam nhiều người chết hơn miền Bắc. Miền Bắc đâu? Cái này là cái gì? Ủa, hai cái cột to đùng này là hai cột gì? Chính sách của quân đội Bô Ba Ba. Đây là giống như cái biển ấy. Chính sách của quân đội Đại Hàn tại Việt Nam là cứu giúp một người dân lành hơn giết 100 tên Việt Cộng. Việt Cộng không phải người Việt. Việt Cộng chắc làm cho Mỹ giết. Đây đồ dùng hồi xưa ở Việt Nam mình đây. Trông hay à. Đấy. Đây là người ta miêu tả lại cảnh hồi xưa Phú Thọ này, Hải Dương này. Đấy. Đây kiểu như là mô hình hồi xưa chiến tranh ấy. Người ta xây cầu đường cho Việt Nam mình này. Đấy chắc vùng nông thôn quá. Xây nhà này. Xây nhà, xây trường học này. Dạy học, dạy võ cho này. Đây chiến hạm, ô Việt Nam mình cũng hoành tráng ha. Chiến hạm của Mỹ. Đây đồ đóng hộp này, kim chi này. Nói chung là kim chi các thứ này. Hàn Quốc và Việt Nam. Còn đây là mô tả lại cảnh người ta đấy. Đây là các súng súng trường, súng ngắn ở Việt Nam mình này. Nó ở Việt Nam. Đây triển lãm chiến tranh thế giới đúng không? Nói chung là đây là kiểu như là lính Hàn Quốc và Việt Nam ấy, xong bây giờ người ta làm vật lưu niệm, làm bảo tàng lưu niệm chứ không nói gì về nhiều về Việt Nam đâu. Toàn đấy, đây là bộ đồ vật lính Hàn Quốc và Việt Nam mình, có cờ Việt Nam nữa, cờ Việt Nam bây giờ, cờ Việt Nam hồi xưa. Má thử treo cờ 36 em biết anh em không? Đây là dùng hồi xưa của lính Hàn ở Việt Nam. Đây giống như hình trái đất ha. Đi à. Đi vào. Trông hay quá ha. Nói chung Hàn Quốc Việt Nam ngoại giao tốt. Đó, ký kết ngoại giao. Hình như người kia bác chở. Gì đây? Đây ông nội em Hồ Chí Minh năm 2017. Lâu rồi. Phạm Văn Khải, Võ Văn Kiệt. Ông chủ tịch nước đến đấy này, đến Hàn Quốc. Trần Đại Quang cũng có ra, Phan Văn Khải này. Trong ký kết tình hữu nghị đây. Kia có cả tiếng Việt nữa nhưng mình đâu xa, mình chả hiểu nghĩ đến cái gì cả.
Bức tường này toàn đạn ấy. Vậy mà người ta cũng bê về được để trưng bày ở đây. Đúng là bảo tàng khác, bảo tàng thế giới khác. Đây. Đây cảnh phục hồi xưa người Hàn Quốc người ta đến Việt Nam mình đây. Đây là máy bay chiến đấu này. À đây là có mang theo có cả xe tăng các thứ nữa. Đây máy bay chở vũ khí với cả xe. Đây là các hình ảnh về trang phục nữ của quân nhân. Đây cũng thế. Đây cũng thế này, nữ cũng nhiều. Đây là bức vẽ hồi xưa thiếu nhi vẽ. Đây là trang phục bộ đội năm 1995, năm 99, năm 2007. Trang phục này chồng mình có nhá. Chồng mình mặc trang phục này. Đấy. Đây trang phục quân đội này, Hàn Quốc. Năm 2007 thì chồng mình đã mặc bộ này rồi. Việt Nam chỉ có tương đấy thôi. Nhìn cũng được. Cái này cũng đẹp này, hình này cũng đẹp nhá. Bây giờ về rồi, đóng cửa rồi. Đây đi gentlemen này, ở đây có nhiều cảnh sát lắm nhá, mọi người cả chú ý đừng có cãi nhau hay gây lộn gì cả. Mọi người đến đây ấy thì đến đây chơi thì hoàn toàn miễn phí mà, nên cái gì chỗ nào miễn phí ấy, mọi người đi tham quan. Có nhiều cái cũng rất là hay, lịch sử Hàn Quốc cũng rất là hay ấy. Nhà mình thấy chiến tranh Hàn Quốc thì hồi xưa cũng giống như chiến tranh Việt Nam mình ấy, cũng như thế, người dân cũng khổ như thế. Chồng mình bảo hồi xưa khổ lắm, không như bây giờ đâu. Bởi vậy mọi người có dịp đi du lịch ấy, lên đi du lịch tự túc ấy, đừng đi theo đoàn. Theo đoàn người ta cũng không ấy đâu. Người ta không dẫn vào đây đâu. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình có đi tham quan bảo tàng chiến tranh ở Hàn Quốc ấy, mình rất là vui nhá. Mình rất biết rất nhiều thứ về lịch sử ở thế giới ấy. Mọi người có dịp đấy thì đến đây đi tham quan không mất phí gì cả. Và mọi người thích chụp ảnh ấy thì có thể chụp ảnh, cũng rất là hay nhá.